Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Vụ sập cầu thép Phong Châu ở tỉnh Phú Thọ sáng ngày 9 tháng 9 khiến nhiều người bàng hoàng về mức độ nghiêm trọng và tình huống xảy ra quá bất ngờ. Qua video từ camera hành trình của ô tô, lưu thông hướng về phía cầu cho thấy thời điểm này còn khá nhiều ô tô đi trên cầu ước tính có khoảng 10 ô tô, hai xe máy rơi xuống sông. Khi bị mắc kẹt bên trong một chiếc xe ô tô đang chìm, thì lúc này số phận lại do chính người bên trong quyết định. Theo các chuyên gia an toàn, thời gian vàng để thoát ra khỏi ô tô chỉ tính bằng giây. Một số người cho rằng nếu đóng chặt cửa kính, xe sẽ nổ như một quả bóng do khoang lái kín khít, từ đó tăng tỷ lệ sống sót cho các hành khách trong xe. Tuy nhiên, thực tế ô tô không kín nước hoàn toàn mà vẫn có những khe hở từ hệ thống điều hòa khe cân bằng áp suất nằm ở phía sau xe vì vậy khi rơi xuống sông nước vẫn sẽ len lỏi vào những khe nhỏ và thâm nhập vào bên trong cabin khiến xe chìm nhanh nếu xe đóng kín lúc này người trong xe sẽ không thể mở cửa do áp lực nước từ bên ngoài chỉ khi cabin ngập nước xe chìm hoàn toàn áp suất bên trong và bên ngoài mới cân bằng cửa xe mới có thể mở ra nếu mở cửa sổ từ đầu cơ hội thoát ra sẽ cao hơn rất nhiều tất nhiên việc mở cửa sổ chỉ áp dụng được khi điều kiện thời tiết nắng giáo. Trong điều kiện mưa to, rông bão, vẫn cần ưu tiên đóng cửa. Khi đó, nếu có bất chắc bị rơi xuống nước, tài xế cần nhớ mở cửa sổ ngay lập tức. Dưới đây là các thao tác để thoát hiểm khỏi một chiếc ô tô đang chìm dưới nước. Khi xe rơi xuống nước, có thể kích hoạt túi khí do va chạm, cần giữ tay trên vô lăng ở tư thế chuẩn như hình để tránh va chạm hoặc gây thương tích. Với hành khách, việc cúi đầu hoặc giơ tay lên có thể làm tăng khả năng bị thương trong vụ tai nạn. Khi xe vừa rơi xuống nước, hành khách không nên hoảng loạn và không gọi điện cầu cứu vì việc gọi điện sẽ mất vài giây quý giá và làm giảm cơ hội thoát thân của bạn. Việc cần làm là tháo dây đai an toàn, bấm nút hạ cửa kính điện nếu còn hoạt động. Trường hợp xe không hạ được cửa kính, có thể dùng vật nhọn như chìa khóa, thiết bị phá kính hoặc rút tựa cổ ở ghế lái và đập mạnh phần kim loại vào cửa kính, tạo lỗ hổng lớn và thoát ra ngoài. Theo các chuyên gia, thời điểm vàng có thể mở cửa xe thoát ra là khi mực nước bên ngoài vẫn thấp hơn cửa sổ. Nếu nước đã vượt qua mức này, bạn đừng nên cố gắng mở cửa ô tô theo cách thông thường vì lúc này áp lực nước sẽ khiến cửa nặng, khó mở. Ngoài ra, trường hợp mở được cửa thì nước sẽ tràn vào cabin nhiều hơn, khiến xe bị chìm nhanh. Nếu lựa chọn phá kính, chỉ nên phá kính cửa sổ bên cạnh, tuyệt đối không nên phá kính chắn gió phía trước hoặc sau bởi lớp kính này dày, khó phá hơn. Sau khi phá cửa, người biết bơi tốt ưu tiên đưa trẻ em, người già lên mặt nước, nhanh chóng tìm kiếm sự ứng cứu và từ từ bơi dìu nhau vào bờ. Để sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp xe rơi xuống nước, người lái ô tô nên để sẵn trong xe các dụng cụ thoát hiểm như búa phá kính, dụng cụ cắt dây an toàn và phổ biến kiến thức tự tháo dây an toàn cho trẻ em và người lớn tuổi. Chiều mùng 9 tháng 9 tại đầu cầu Phong Châu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Lực lượng công an và quân đội đã điều động phương tiện, dựng lều giã chiến để sẵn sàng tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu. Đại tá Trần Nho Lương, Phó Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, Ban đã báo cáo lãnh đạo quân khu 2 để điều động lực lượng, trang thiết bị đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đại tá Trần Nho Lương nói, riêng tại lực lượng vũ trang của tỉnh, tại điểm đầu cầu Phong Châu, đã có 350 người ứng trực cùng 5 xuồng cao tốc để sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn. Ngoài điểm cầu Phong Châu, còn tại huyện Cẩm Khê, lực lượng vũ trang tỉnh cũng bố trí một xuồng cao tốc và 30 cán bộ, chiến sĩ để phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự huyện để thực hiện tìm kiếm cứu nạn. Đại tá Trần Nho Lương cho biết, ngoài ra, lãnh đạo quân khu 2 chỉ đạo chúng tôi phối hợp với Lữ đoàn 543, Công an tỉnh Phú Thọ để thiết lập một sở chỉ huy nhẹ để kết nối thông tin thông suốt với quân khu. Phó ban chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ cho biết, tại thực địa, nước đang chảy rất xiết, cuốn trôi nhiều bụi chuối, gỗ, rác từ thượng nguồn đổ về qua khu vực cầu Phong Châu, gây khó khăn trong công tác cứu nạn. Lực lượng chức năng phải đứng ở sát bờ sông, dùng ống nhòm quan sát để tìm kiếm người gặp nạn. Ngoài ra, lực lượng chức năng phải kết hợp sử dụng flycam bay dọc tuyến để tìm kiếm người mất tích. Tại cây xăng gần hiện trường, người dân có thân nhân đang mất tích được hướng dẫn khai báo, để lại thông tin liên lạc, chờ thông báo từ lực lượng chức năng. Các cơ quan chức năng cũng đã phân luồng từ xa, yêu cầu các sở trên địa bàn ra soát, đánh giá lại các cầu cống yếu để tính toán đóng cửa phân luồng trong tình huống nước dâng và chảy xiết như hiện nay. Liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9, Hiện đã xác định được danh tính các nạn nhân mất tích. Danh sách sơ bộ nạn nhân mất tích vụ sập cầu Phong Châu ngày mùng 9 tháng 9 năm 2024 gồm: 1. Nguyễn Thị Lan, sinh năm 2005, địa chỉ khu 18 Vạn Xuân, Tam Nông, Bắc Nông, đi xe máy. 2. Nguyễn Hà Chi sinh năm 2005, địa chỉ Đắc Nông, đi xe máy. 3. Dương Công Chiến, sinh năm 1981, địa chỉ khu 2, dân quyền Tam Đông, đi xe đầu kéo, biển kiểm soát 19h 04212 4 Hà Quốc Chí sinh năm 1986 địa chỉ khu 5 Chu Hòa Việt Trì, đi xe đồ kéo biển kiểm soát 19h 02419 5 Lương Xuân Thành sinh năm 1968 địa chỉ khu 1 Thạch Đồng Thanh Thủy 6 Nguyễn Thị Hường sinh năm 1976 địa chỉ khu 1 Thạch Đồng Thanh Thủy đi cùng xe xe máy biển kiểm soát 19 l1 10749 7 Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh năm 1988, địa chỉ Nỗ Lực, Thụy Vân, Việt Trì, nữ tu dòng luyến thánh giá công giáo tại Nỗ Lực, Thụy Vân, Việt Trì, đi xe máy biển kiểm soát 19N1-31061. 8. Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1979, địa chỉ khu 17, Sơn Vi, Lâm Thao, đi xe máy biển kiểm soát 19 s 108682 Danh sách sơ bộ nạn nhân bị thương vụ sập cầu Phong Châu ngày 9 tháng 9 năm 2024. 1. Bùi Quý Trọng, sinh năm 1991, địa chỉ khu 10 Vạn Xuân, Tam Nông, khu 10 Vạn Xuân, Tam Nông. 2. Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1994, địa chỉ khu 10 Vạn Xuân, Tam Nông, khu 10 Vạn Xuân, Tam Nông. Đi cùng nhau, xe máy biển kiểm soát 19H4-0861. 3. Phan Trường Sơn, sinh năm 1984, địa chỉ khu 10, Hương Nộn, Tam Nông, đi xe máy biển kiểm soát 19V14122. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tổ chức cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, do mực nước sông Hồng dâng cao, dòng nước chảy xiết, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ, Sở Giao Thông Vận Tải Phú Thọ cho hay, cầu Phong Châu vượt sông Hồng tại km 18 300 quốc lộ 32C kết nối hai huyện Tam Nông, Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ được đưa vào khai thác năm 1995. Cầu được làm bằng thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với quy mô vĩnh cửu. Cầu Phong Châu có phần đường xe chạy rộng 7m, lề người đi bộ mỗi bên rộng 1m, tổng bề rộng mặt cầu 9,5m. Cầu gồm 8 nhịp được bố trí theo sơ đồ 4 x 33 x 66 x 64 cộng 80 21 m, gồm các nhịp 33 m là nhịp dầm bê tông cốt thép N1 đến N4 và các nhịp dàn thép N5, N6, N7. Các trụ cầu T1 đến T7 bằng bê tông cốt thép Mark 250. Năm 2013, cầu Phong Châu được sửa chữa với quy mô thay 4 dầm nhịp bê tông cốt thép thường bằng 4 dầm nhịp bê tông cốt thép giữ ứng lực dán sợi thủy tinh và sợi carbon ra cường dầm T33 các nhịp 1, 2, 3, 4, thay thế bu lông cường độ cao bị đứt gãy, han dỉ, tẩy dỉ bằng phun cát, sau đó quét sơn chống dỉ cho phần của hệ dàn thép, sửa chữa mặt cầu bằng bê tông cốt thép và thảm bê tông nhựa dày 5 cm. Thay thế các khe co giãn cũ tại các vị trí mố M1, M2 và trụ T1, T2, T3 bằng khe co giãn răng lược, thay thế những thiết bị điện trên cầu đã hỏng bằng các thiết bị điện mới tẩy rỉ và sơn lại cột đèn chiếu sáng của cầu. Theo kết quả kiểm định sau khi sửa chữa, cầu không phải cắm biển hạn chế tải trọng. Năm 2019, cầu Phong Châu được sửa chữa với quy mô xử lý sói lở trụ T7 bằng cách tăng cường 8 cọc khoan nhồi bê tông cốt thép C30, đường kính 1.200mm, dài 16m, mỗi cọc ngàm trong tầng đá gốc. Đồng thời kết hợp mở rộng bệ trụ bằng bê tông cốt thép C30, tháo dỡ thu hồi trụ và xô hư hỏng trước trụ T7 gia cường khả năng chống va sô bằng biện pháp nối cứng hai thân trụ T7, kết cấu bằng bê tông cốt thép C30, chiều cao 1,2m, tính từ phần thân trên thân đặc trụ T7. Xử lý sói lở trụ T6, gia cố chống sói bằng dọ thép đan máy, có luồn thép D8 tạo khung cứng. Trong nhồi đá hộc, hai hàng theo chiều sâu, bên dưới bù đá hộc, phạm vi xếp xung quanh hệ móng cọc. Năm 2023, cầu Phong Châu tiếp tục được sửa chữa nhỏ với quy mô, tẩy dỉ, sơn lại toàn bộ các thanh mạ thượng, thanh đứng, thanh xiên, hệ liên kết ngang trên và hệ liên kết dọc trên của nhịp 66m, 64m và 80m. Thay thế khe co giãn trên trụ T5, T6, T8 bằng khe co giãn răng lược và sửa chữa phần bê tông phía trước khe đã bị nứt vỡ. Sơn lại lan can trên nhịp chính và lan can phía trái tuyến nhịp N1 kiểm định cầu. Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ cho biết, kết quả kiểm định cầu Phong Châu năm 2019 đánh giá cho thấy cầu khai thác được với tải trọng HL93 cầu không phải cắm biển hạn chế tải trọng xe qua cầu. Thậm chí, vào tháng 8 năm 2022, cử tri tỉnh Phú Thọ đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng hai cây cầu mới nhằm thay thế cầu Phong Châu và cầu Tứ Mỹ trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đối với việc đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng hai cây cầu mới nhằm thay thế cầu Phong Châu và cầu Tứ Mỹ, Bộ Giao thông Vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ và sẽ quan tâm ưu tiên đầu tư khi cân đối được nguồn lực. Ông Phan Trường Sơn, 50 tuổi, ở xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, Phú Thọ, một trong ba nạn nhân đi xe máy bị rơi xuống sông và may mắn thoát chết trong vụ sập nhịp cầu Phong Châu ở tỉnh Phú Thọ. Bàng Hoàng kể lại, khi đang nằm điều trị tại bệnh viện Tam Nông rằng, khi đang chạy xe trên cầu, tôi bỗng nghe thấy tiếng uỳnh uỳnh từ phía sau, cứ tưởng là nhịp cầu rung do ô tô tải nặng chạy qua, còn chưa kịp quay lại xem thì đã rơi xuống nước, cả người và xe lao xuống sông, có lẽ đã rơi xuống gần đáy. Tôi cố gắng nín thở để ngoi lên, đến gần mặt nước thì hết hơi, cũng xác định là không sống được. Ông Sơn bơi một đoạn thì bám vào một cây chuối trên sông và sau đó được người dân đi thuyền cứu đưa lên bờ. Anh Triệu Ngọc Thư, một nhân chứng kể lại, lúc đi xe máy đến gần cầu, phía trước mặt có khoảng 3 chiếc ô tô, rồi cầu rung lắc và gãy đổ xuống sông. Anh nói, sự việc diễn ra rất nhanh, chỉ trong khoảng một phút, cầu đã sập xuống và nước sông cuốn trôi đi.